Ngọc Hà vô cùng hạnh phúc khi bạn bè đều có mặt trong tiệc sinh nhật. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà đã sở hữu sự nghiệp cá nhân vững chắc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ngoài ra trong làng giải trí, nữ ca sĩ còn quen biết và thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Không những thân thiết trong công việc, ở đời thường nữ hoàng giải trí luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những người bạn này. Mới đây trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải loạt khoảnh khắc cùng bạn bè thân thiết. Tại bữa tiệc mừng nữ ca sĩ đón tuổi mới, trong hội bạn thân tham gia tiệc sinh nhật, dễ dàng nhận thấy có cụ người mẫu Lê Thúy, Rick Kidd Rạng Thanh Tâm, ca sĩ S.T Sơn Thạch và ca sĩ Quang Vinh. Đặc biệt không thể nào thiếu sự góp mặt của Kim Lý, chồng nữ ca sĩ. Cách đây không lâu, một người em thân thiết đã dành những lời có cánh về cô. Một người như là chị Hà sẽ luôn sống đúng đắn với bản thân chị ấy, và chị ấy cũng sẽ sống mãi như vậy, lao động chân chính không đụng chạm ai, chăm làm điều hay. Cả một đời tử tế như vậy cũng không phải để chứng minh việc gì, mà chỉ để đáp lại những tấm chân tình của mọi người dành cho, và rằng họ đã không đặt sai người. Cái khổ duy nhất mà chị ấy hướng phải đó là lỗi lầm chị thổi phồng. Bởi chị vừa thông minh lại vừa đẹp, cái đẹp này sắc sảo gây đố kỵ quá, bởi người ta thiếu tự tin khi đứng cạnh chị ấy. Hay những người có xuất thân thấp kém thì lại hay muốn trèo cao, và để trèo cao người ta lại hay chà đạp người khác xuống. Nhưng mà rồi cái gì cũng trở về đúng vị trí của nó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.